Với nền móng du lịch nghỉ dưỡng đã được định hình từ nửa đầu thế kỷ 20, đến nay, thành phố ngàn hoa trứ danh có một vị thế không thể xóa nhòa trên bản đồ du lịch Việt Nam. Thế nhưng đây không phải là sự lựa chọn duy nhất đối với du khách khi đến Lâm Đồng. Vùng đất cao nguyên này vẫn còn nhiều hạt ngọc đang dần tỏa sáng theo thời gian và những tâm hồn đẹp. Cái sự thành công của mình có được ngày hôm nay cũng đến từ một cuốn sách. Bây giờ hầu như mọi người đều dán mắt vào những cái smartphone và những cái laptop. Cái việc mà chia sẻ cái giá trị đọc sách nó rất là quan trọng. Chính vì vậy mà sắp tới đây cái hệ thống chuỗi cà phê sách sẽ được hình thành tất cả các tỉnh thành. Ở thành phố của trà và tơ lụa, Bảo Lộc, Coffee Book được xem là mô hình cà phê sách đầu tiên. Đây là một địa chỉ đang thu hút khá nhiều thực khách trong và ngoài tỉnh bởi kiến trúc thanh lịch và sự phong phú của một thư viện ẩn mình. Không gian yên tĩnh, chủng loại sách bao quát từ văn học đến kỹ năng mềm, đầu tư tài chính, kinh doanh, kết hợp những vị trí đẹp và riêng tư cho từng khách cá nhân cũng như gia đình. Lại thêm một danh sách dài, các thức uống ngon và tốt cho sức khỏe. Tất cả đủ để níu chân thực khách hàng giờ liền. Nếu chuộng không gian mở, một bàn trà bánh trên thảm cỏ xanh giữa những nhành hoa khoe sắc sẽ là một gợi ý không nên bỏ qua cho du khách.